Các thí sinh tham gia kỳ đánh giá năng lực năm nay có mặt tại điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội từ sớm. Trước khi thí sinh vào phòng thi, các cán bộ coi thi sẽ sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng, quét thẻ căn cước công dân gắn chip và chụp ảnh đối chiếu khuôn mặt để xác thực. Điều này giúp giải quyết dứt điểm tình trạng thi hộ. Trong thời gian 150 phút, thí sinh hoàn thành 3 bài thi: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề trên máy tính. Bài thi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm trên phần mềm khảo thí.online do tập đoàn FPT cung cấp. Em thấy phần giao diện thì nó là khá là đẹp, dễ bấm, dễ nhìn. Em cảm thấy là cái giao diện này nó gọi là khá là phù hợp đối với học sinh để gọi là khi mà nhìn máy tính quá lâu thì sẽ không bị cảm thấy mỏi mắt. Tiến độ làm việc của từng phòng thi, từng thí sinh đều được hiển thị trên phần mềm, giúp đội ngũ cán bộ quản lý thi có thể giám sát từ xa. Nhờ đó, công tác tổ chức kỳ thi dù phân tán tại 18 điểm thi khác nhau nhưng vẫn chặt chẽ, minh bạch và không vất vả. Chúng tôi cố gắng đưa vào những cái phương pháp và công nghệ về khảo thí hiện đại trên thế giới để đưa vào với mục tiêu là giúp cho cả một cộng đồng đại học này có thể chọn lựa được thí sinh phù hợp với năng lực đào tạo để có thể học tiếp ở đại học. Đại học Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị phương án về công nghệ trong vòng 3 năm. Nền tảng công nghệ cho phép số hóa hoàn toàn và khép kín từ khâu xây dựng đề thi, bài thi, tổ chức cho thí sinh làm bài đến đăng ký, thanh toán, xếp lịch, phối hợp với các cơ sở khảo thí độc lập để tổ chức thi. Bài thi và phần mềm thi dành cho các em hiện nay cũng đang được tích hợp rất là nhiều những công nghệ mới nhất. Vì vậy cho nên là từ khâu kiểm soát tập trung cho đến từng cái phòng thi, đến từng em thí sinh là thông tin nó được thông suốt. Kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được 32 trường đại học khác sử dụng để xét tuyển năm nay. Việc ứng dụng sâu sắc và hiệu quả các giải pháp công nghệ cho thấy tầm nhìn và sự chủ động của cơ sở giáo dục đại học trong công tác tự chủ tuyển sinh, cho phép mở rộng không giới hạn số lượng điểm thi trong tương lai và đảm bảo một kỳ thi chất lượng, minh bạch, công khai.